Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đây Gaming. Và video hôm nay mình sẽ trở lại với game GTA 5 ha. Ok, thì chúc mừng các bạn xem nè. Không phải mỗi thằng Franklin nó có đâu, thằng này nó cũng có cái Cinema Doppler, rồi Tivoli Cinema. Thằng này là thằng mua đặt chiếc phim không à. Thằng Franklin thì lại mua những cái khác, cho nên là hầu như lâu lâu bọn này đều có nhiệm vụ như nhau hết trơn. Cái nhiệm vụ mà mình nói là đi vô mà bị lỗi á ha. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ đi con xe Mercedes-Benz S560 SLW cái gì đó 1990 á, năm 1990 ha. Từ bị mình đi độ xe cái đã. À, con xe này gọi là mình thích vì do nó đẹp, nó xe cổ á. 1960 thì đẹp rồi. Con này cái kiểu dáng nhìn nó đẹp, nó không biết sao nữa nhưng mà nhìn nó đẹp lắm. Thích cái kiểu này chứ. Nhìn cái kiểu cái nó nói chung là cái dòng mạc nó thiết kế mấy con xe nhìn nó đẹp. Đây, bây giờ mình đi đậu xe trước á ha. Thì hôm nay mình sẽ đi nhân vật, sử dụng nhân vật là Pink Panther, nhân vật báo hồng á. À, tính là mình tính là mod tính cái lồng cái nhạc vô luôn, nhưng mà sợ cái nhạc nó dính bản quyền cho nên mình không có lồng vô được ha. Hiện tại đang chạy bằng chuột cho nên quen rồi, chạy dễ lắm, yên tâm. Mercedes-Benz 560 SLW 126 1990 sedan, xe 4 chỗ. Ok, mấy này mình độ thì nó như nhau nhưng mình độ nhanh cho các bạn xem ha. Đèn neon, biển số 45GTN125, đây là đọc là 45 John Team hả? Kiếm mấy cái ký tự trong biển số bên nước ngoài nó đọc thành tên luôn. Ví dụ như Marie, rồi John, rồi Joe, tùm lum hết trơn, mình không có nhớ, không biết đọc nó như thế nào nữa. Thường xem mấy ông nội mà cảnh sát nó đọc á, thấy nó đọc ra số luôn, chứ không phải nó đọc như là G, không phải là GTN mà nó đọc là John, rồi Tim, rồi Marie, N hay là cái gì đó này kia ha. Đây, con này chơi màu đỏ đi ha. Đỏ cho nó nổi cái đúng cái nổi xe, xe cổ mình phải cần nổi chứ. Màu thứ hai chơi mặt rồi, màu thứ hai là cái màu phía dưới này. Gặp thấp xuống, stock transmission hộp số turbo không cần, mâm xe BBS đẹp rồi. Kính con này, đây là các bạn nhìn cái kính nó hơi tối chút xíu thôi, đây nè con kính phía trước á, hay mình cho các bạn xem bên trong, hay nó hơi tối chút xíu thôi ha. Hay kính đen đi, kính vừa vừa thôi, đừng đen quá, đen quá nó xấu. Ok, này đỡ ho rồi, hết ho rồi các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đổi nhân vật Pink Panther báo hồng, tử thơ của mình luôn. Trời, nhỏ ai mà không biết phim này là hơi không có tử thơ bất hạnh này. Trời, coi này nhỏ cười bò luôn. Rồi bây giờ mình sâu cửa cho các bạn xem thử con xe này ha. Cái 400 đó các bạn để đi không có sao đâu, nó không phải là 400 kia đâu. Rồi mình chạy các bạn sẽ biết rồi. Left, right, rear left, rear right, hood, trung. Đây, trung xe con này nó có cái biển báo cấm á ta. Cốp xe thì đủ rộng, như là một người nằm vô được á, con này chưa vô được á. Cửa sau ha, này đóng cửa lại đi, có cửa có mạ gỗ luôn, có ốp gỗ. Vậy đóng cửa lại, dựng mặt chứ, đóng cửa lại, lầy được chứ. À, cái này là cái hood, là cái phía trước này ha. À, thì có động cơ đây, bên này là bình ắc quy. Đây là bình ắc quy bên này nè, hình như là nó đó. Rồi mới có động cơ thôi. Còn cái cánh quạt phía trước là cái như là quạt sao ta, hút gió hay thổi gió gì cho máy, hoặc là mát, là mát cho nguyên cái máy động cơ, chứ các bạn chạy bình thường nó nóng lắm không. Thì đóng cái mui này xuống để nó có cái lưới nó cản mấy con côn trùng này kia, nó bay vô cái quạt á, sợ đang chạy dính mấy con bự bự vô cái quạt nó hư quạt ha. Đấy, rồi lên xe. Bên trong đây chi tiết rất là ok. Con cái là thằng ông nội này cái tay nó để chung với nhau cho nên là mình không thấy rõ ha. Rồi đóng cửa vô, đầu tiên là đóng cốp xe, đóng tới rear right, cửa bên, cửa sau bên trái, cửa sau bên phải đóng rồi, cửa bên trái, cửa bên tài xế. Còn cái hood đây,
Thôi các bạn thấy không? Đấy, con này chi tiết đẹp. À, bên trong xe với bên ngoài xe ra nghe cái tiếng nó khác nhau rõ ràng các bạn nhìn nè. Đây bên trong nè. Những cái tiếng bên trong nó rộng hơn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm Uber ha. Đây khách đầu tiên. Ở Del Piero BLVD Gallery. Như thư viện Del Piero hả ta? Phải không? 65m là tới nơi. Rồi. Đây, Del Piero Boulevard Gallery. Ồ, đi đông vậy. Xe này tôi yên tâm đủ chỗ mà. Rồi đích đến đó là ở xíu nữa gãy cửa rồi. 2117 S Milton DR. Cách có không cái máy chưa tới một cây nữa cũng bị đặt gọi gọi. Đá chết cha ba đứa luôn giờ. Ôi gần xịt vô cũng gọi nữa trời. Mấy trăm mét nữa tới nơi rồi. 900 500 mấy đấy, 500 mét là chính tới nơi. Ở hôm nay gọi là mình hơi tăng động chút xíu thôi nên là nói hơi nhiều. Hơi tăng động xíu nói hơi nhiều nên là có gì mấy bạn thông cảm. Em trước bệnh này làm biến nói hôm nay là tăng động rồi. Đang yêu đời. Đang yêu đời cho nên là hả. Cho mình tăng động chút xíu. Con này để hai cái tay lái nhìn nó vui vui thì sao. Rồi tới nơi. Xe đi. Ba người tính tiền gấp đôi nha. Nó trả cho mình có 32 đô à. Thưởng bo có 13 đô à. Vậy luôn á. Nó từ rồi để mình lấy khách đây đây. Khách gần chứ khách xa quá tốn tiền. Như nãy cái khách nó đi từ đi tới đó là gần bằng cái đoạn đường mình mới chạy luôn á. Khách gần thôi. Như taxi ngoài đời vậy mà. Người ta tổng đài nó báo điểm gần người ta mới nhận chứ ai mà điểm xa nhận đâu. Điểm xa nhận tới khách nó đi hết trơn. Đi xe khác rồi. Ê. À, hai anh chị có đi xe không mày? Xe đây nè, đi không? Ờ à, ok. Ủa cái hết biết nói sao luôn, tưởng nó con mẻ quay qua ấy vậy. Ủa, tưởng nó con mẻ. Ủa ba người luôn hả? Tưởng nó con mẻ quay qua, mẻ đi lên đây. Ai ngờ đó nó đi đường vòng. Rồi điểm đến là Esmeralda Drive. Hai cây nữa. Chạy bằng chuột nó đã hơn là chạy bằng nó đã hơn chạy bằng bàn phím mà bàn phím các bạn nhìn nè. Khi mà quẹo đó nó nhích con xe ghê lắm. Này, mỗi lần bấm nút quẹo nó vậy nè. Nó chạy bằng chuột hơn, nó thập hơn. Nó quẹo được từ từ. Ê! À mình đứng ngồi mình đứng thắt dây an toàn vô nha. Không biết xe này còn dây an toàn hay không nữa đây. Xe cổ sơn màu đỏ nó nổi nhất trong đám luôn rồi. Oh shit. Si. Thôi chạy bằng mình chạy bằng chuột cho nó đàng hoàng xíu. Nhưng mà thích cái kiểu dáng của cái dòng mẹt này, nó có cái gì đó nó hấp dẫn, đẹp. Kênh này trên cái hút của con này, cái mui á, cái nắp trên đó. Nó có một cái hở ra như vậy. Mình nghĩ là khi trời mưa nó sẽ đóng xuống. Nó nắm cái này nó đóng xuống hay sao á. Mình cũng biết là cái gì ba, từ người ta đi. Mình cũng biết là cái công dụng cái nắp này nó mở ra làm cái gì. Thì xe này là có máy lạnh mà. Còn nếu mà mở ra để mát như mấy con xe buýt mà thời 2000 lẻ mấy á. Mấy con xe buýt đó là thời nó chung là mấy con xe buýt nào đó mình đi á, nó cũng có miếng lắp nhưng mà nó mở ngược, nó là ngược từ bên kia để nó hút gió vô cho nó mát con xe, nó mát bên trong khách bên trong xe. Còn này nó để ngược, mình cũng biết là nó để làm cái gì nữa. Ở xuống xe đi. Đây khách gọi. Ê xuống xe đi, gì vậy má, xuống xe dùng cái đi bạn, mày vô nhà rồi kìa. Ờ, kia cướp xe kìa. Ở bạn nó vô nhà rồi á mà nó
Ở anh ta đẹp trai quá bởi vậy. Thiệt tình luôn. Để bình cái đèn, hình như con này cái đèn nó không có được sáng cho lắm. Mà cái đèn nó bị lỗi các bạn. Đây nè. Đèn trước thì đèn, mà đèn sau nó không có sáng hàng gì nữa. Giờ thắng nó không có lên đèn nè. Nó chưa có chi tiết. Vehicle. Anh trai đuổi con mẹ kia xuống giùm em cái, mà em chịu xuống xe. Rồi lên xe đi. Tôi quay qua cho ông lên luôn nè, nè lên đi. Ở hy sinh lốp xe vậy rồi mà còn chịu lên nữa. Lên những cái thằng ông nội. Ừ, lo nó xuống, đúng rồi. Rồi. Không, tự nhiên mẹ ngủ gục trên xe không. Thấy đẹp trai bắt đầu lớn tới. À, thằng này đi tới Bean Machine on Eclipse. Cái quán cà phê Bean Machine trên cái căn hộ Eclipse ha. Rồi, để xíu. Tới nơi liền mà. Ơi ơi. Trời ơi à. Người ta đang không, đúng là mình sai tại vì mình đi ẩu cái lane trong này là cái lane để dành cho xe nó đậu, nó quẹo ra mà không thấy xi nhan. Hốt nhỏ cái quay nguyên vòng luôn. Đây, cái quán Bean Machine này đây. Quán cà phê ha. Đây. À, à. Trời ơi. Đầu mình nó đen luôn rồi. Serious Koger Wizard. With night exclusive. Đầu độc rồi. Tâm hồn trong sáng của tôi bị đầu độc bởi một cái bản hiệu mà nó không thể nào nó đẹp hơn được nữa. Thiệt tình luôn á. Nhìn bản xong rồi. Ôi ơi. Vậy vậy ghê lắm, mướp bưởi đồ ghê lắm không? Sau này ghê không? Bức tường là nó gọi là trường tồn với thời gian. Rồi, ông này đi Los Santos. Ở đâu? Tên là Los Santos Public Library. Thư viện công cộng Los Santos. Hai đứa này tới Federal Investigation Bureau FIB. Đúng rồi, của nó là FBI. Là Federal Bureau Investigation FBI đúng không ta? Còn cái này là FIB là những chữ tắt của từ F. Nó đọc đảo ngược của từ FBI. Tại vì nó không được đem, nó không có cái quyền được đem cái từ FBI vô bị kiện liền luôn á. Hơn nữa là FBI là tổ chức chính phủ mà. Chính phủ của người ta. Bọn đặc vụ này kia đó. Đem vô cái có chuyện luôn á. Chung là hai con mẹ ngồi sau xe mình là không phải dạng vừa đâu. Đúng rồi, dạng rộng ra. Hai mẹ này là kiểu nhân viên vệ sinh trong cái chỗ này. Nó nói hồi mẹ móc súng rồi mẹ bắn bùm bể đầu chết luôn à. Đây, FIB. Ấy khoe xe á, mày chạy xe tao nâng mui được luôn á. Rồi, xuống đi. $40 được, $16 bo. Đó, này này, cái trụ sở FIB cao quốc chỉ luôn. Rồi, có một cuộc gọi. Integrity Tower 200m nữa. Đi đến Del Piero City Hall. Kêu lên xe anh trai. Trời. Này giám đốc rồi, bị giám đốc rồi. Giám đốc mới mặc đồ vậy chứ.
Sếp lớn, sếp lớn. Sếp mà đi Uber là cũng vui. Rồi, ngồi yêu đi, chở tới liền nè. Wow, vừa nhích lên chút xíu nó dính rồi là chết luôn. Đi luyện, lấy lụa. Nãy xíu nữa mất lái rồi. Xíu nữa là nãy mất lái rồi, quẹo nhanh 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 quá, con xe nó không bám đường được. Nãy nó muốn nhích con xe lên luôn. Trời ơi, phải mình chạy chậm xíu là mình còn nguyên một cái pha đậu rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không, lướt bên kia lướt qua nó chỉ hơi hơi nhanh chút xíu, nó dính cái cục tiền thôi mà. Trầy cái đuôi xe chứ không sao hết trơn á. Xe còn bóng lắm. Hay à, nó bị trầy cái đuôi với cái miếng cái cột thu tiền đậu xe tự động á, nó đập vô cái cốp xe nó trầy hết miếng. Trầy nguyên đường xước luôn. Đây từ từ, có khách gọi ở trong này. Không, cái này chậm không tính, cái nãy nhanh kìa. Cái nãy nhanh mới tính. Nó sẽ lẹ, tao dí thêm kia, tao đuổi theo cho lên lẹ. Còn mẹ nó kìa. Tôi mời anh chị xuống xe giùm cái. Đi có 0,95 cây thôi, chưa tới 1 cây nữa mà đi 3 người mà mẹ đứng mẹ nhìn. Mình kiểu mà khinh xe không dám đi. Khinh chứ đi bộ có gì đâu mà. Dễ thôi. Làm nãy mà mình không có rước bọn đó. Mình không có rước bọn đó là mình đuổi theo dư phụ cảnh sát rồi. Nè đây nè, đây đây. Ủa có anh trai tao. Chiếc này nó cũng đi xa xa được xíu á. Penrith Tower Downtown. Ơi, trời ơi, lách con xe mới dính cái cục điện ấy chứ, thôi là mình lách được cái khu đó rồi. Rồi sẽ cao tốc luôn, freeway. Tính ra con này chạy cũng nhanh với 200 mấy rồi mấy bạn, mình không có nhân một chút xíu gì luôn á. Nhưng mà lên 400 đồng xe này nè. Để gần cuối mình lên 400. Này tại 221, 222, 234, 235, 236, 37. 42 rồi. Con này còn nữa nhưng mà rồi là hiện tại đường đông quá. Để chở kia về cái nè. Trời ơi, à, chạy bình thường đi, ai có làm gì đâu. Ông lách qua cái ông đụng mình luôn chứ. Không, mấy đứa này tài lái yếu không? Tài lái chạy bình thường thắng lại những mấy con mẹ đi ra lái xe. Thấy là quay đầu vòng luôn à. Chạy chơi cuốc nào đi xa xa xíu thôi, đi gần quá là biến quá. Cuốc nào đi xa xa xíu. $6.7 được 27 đô bo. Để mình xem ơi, cái thằng gọi này nó đi sao. Bridge Street như không xa. Khu nào đi xa nó có hiện chứ cái này nó không xa. Xe nhỏ hơn của mình. Lách qua chứ. Ở một cây thôi, đi bộ đi ba. Còn nội này nữa. It's Mirror Ride đã đi rồi.
226 đi rồi luôn. Apartment Building Little Seal bỏ luôn. 256 bỏ luôn. West Mirror Drive. Del Biro Beer North Entrance. À, cái này là lối vào ở khu công viên Del Biro mà. Cảng Pipeline Inn Cross Center Cubin North Rockford Alta Motel. Mấy điểm mình biết rồi. Điểm nào mà xa xa kệ đi nó mới đã. Trời ơi à, có điểm nào không? Ammunition by Food Plaza. Little Seal Alien House. Thôi cái này đi. Coi cái này là cái gì, mình chưa biết cái này nữa. Giờ này trong sớm nó hơi ồn, nhóc tay ở bên nhà nó la làng cái gì, mấy bạn ồn thì thông cảm. Đi trời ơi, có cây máy à, thôi bỏ đi ba. Chán ba ghê luôn á. Trời tưởng gì, đi chút xíu mà đặt đi nữa. Giờ mình có quyền chứ bộ, mình có quyền mình lựa chọn khách mà. Cái gì vậy trời ơi, con mẹ quẹo qua cho đã, con mẹ vòng lại kìa trời. Đúng chất xe điện luôn. Đúng chất con cái lái xe chứ. Sao mà có cái nào nó đi xa xa dụng cái ha. Gần không mà chán đi. Giám đốc công ty được không mà. Vết rồi dày bốn lưỡng luôn. Đi xịt rồi. Đi xa xa thử, đi du lịch được, đi xa xa cho nó vui. Đi xa chém tiền cho nó đã. Bốn trăm hai mươi mét nữa tới nơi. Cái thời gian ở trên cái này nó có cái thời gian nhỏ nhỏ, đây là 475 á. Nếu mà thời gian nó càng thấp thì tiền mình càng ít. Còn nếu mình vừa lên xe mà tới nơi luôn là tiền nhóc luôn. À đi cắt tóc. Cắt tóc cạo râu. Trời ơi. Vậy. Ủa chạy xuống xe xong rồi bị cái gì như cán vô chân, cán vô giò sao? Như xuống xe cái chết luôn à. Đây Miranda Cowan chứ. Nhỏ này tên là Miranda Cowan. Đi từ Echo Rock Shopping Plaza tới Sighting Bar Restaurant. Tên lão á. Tại vì mình nhân thử 400 cho các bạn xem. Đây 400 nè. Rồi á. Lạ lướt thì thôi luôn. Như bay luôn vậy đó. Như con nhỏ này nó không có chết được. Nhỏ hành khách của mình không chết, mô tô nó mới té được. Còn đi xe nó không có đập mặt chưa chết được. Ui bay luôn. Ê rồi xong. Rồi xong vô cũng dịch. Rồi xong luôn. Kẹt xe luôn rồi. Còn hai cây nữa mới tới nơi. Ê ôi nó tự chui ra xe luôn kìa. Ủa con này nó tự nhảy ra khỏi xe luôn kìa. Ờ mình nhảy là thôi, trả tiền đây, trả tiền công sửa xe. Ai cái này có cọc tiền nè, nhiều á. Nó cái này mình nhân vật phiên bản cho nên nó có hiện tiền lên bao nhiêu hết trơn á. Này đang 400 mà bứt tóc lên một cái là đứt tóc luôn. Thôi để mình chỉnh trời sáng cái đã ha. À thì nãy như mình không muốn nhớ mình còn nói hay không. Thì dạo này người ta năm nó nhiệm vụ nó không có còn nhiều. Mod nó cũng không có được đa dạng như lúc trước nữa. Cho nên là nếu mà cái gì nó nhàm chán thì các bạn
thông cảm cho mình hoặc là gửi ý tưởng cho mình ha. Con này mình lên 400 là chạy là nó cứ vượt sao á, nó bị đẩy cái bánh đó. Tôi đi đâu xăng đó. Chạy bình nha. Rồi ok, để xem có còn khách nào nó làm chiến chót rồi. Rock Liver Murita 2 Titan Los Santos Country Club. Mình nhớ mình hạ gầm rồi mà ta sao cái hầm cái gầm nó cao vậy. Đè đầu người ta đi luôn. Rồi ok, ai đi lên xe. Như đi từ bên trong đúng rồi, đi từ bên trong. Rồi lên xe đi. Lên xe. 3,9 cây ừ được á. Đi xa xa nó mới đã chứ đi gần gần chán chết. Ông cứ ngồi im đi, có mua tả không? Mua tả hay mua trước đi. Nãy đang vào cửa hàng á, mua có mua trước hay nói trước thôi, hồi té đá không biết đâu à. Chạy này như kiểu mà chạy siêu xe vậy. Không, ý mình nói là chỉnh lên 400 á nha, chứ không phải là như lúc nãy. Ơi nó chạy lên 400 nó có vụ lết bánh khó chịu lắm. À, mình nhìn nó lướt lướt cái bánh nó khó chịu sao á. Đó. Ê, đường thẳng, đường thẳng, đường thẳng. Mua tả chưa đó. Nhưng 400 chạy nó kỳ lắm, nó khó chịu lắm, có như cái kia. Highline mô tô thì được chứ, highline xe hơi thì không biết highline sao luôn. Nó bị dính dưới đất luôn à. Mô tô các bạn bay nhảy được. À này tao đánh drone, đánh gold. Los Santos Country Club. Trời ơi, tưởng cái gì đánh gold. Rồi xuống xe đi. Rồi, bye bye. Cho xin ít tiền anh trai chạy. Đâu sao đâu mà, xin hai cọc tiền thôi. Cọc mỗi tờ 100 đô, 10 tờ là được rồi. Rồi ok, video mình sẽ tạm dừng ở đây ha. À, cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, like video và chia sẻ lên các trang mạng xã hội mình ha. Và là đừng quên là ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa. Rồi ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, nhớ comment ý tưởng các bạn phía dưới ha. Bye bye.